Rồi hôm nay có một người khóc sinh thì gọi là sàng lọc. Rồi sắm cơ thì nó 10 chết 7 còn 3, người này cứ khóc sinh hoại thì nó sẽ không có chết 7 còn 3 mà chết 3 còn 7. Mà 3 là cũng mệt rồi đó. 3 cũng mệt lắm. .3% chứ hy vọng là không có 3%. Nó cũng có, nhưng mà có một người cứ tối ngày cứ đi sinh hoại, cứ lấy tuổi thọ cứ đổi hoài vậy đó. Cho nên cuối cùng rồi, sau khi cái màn ba này kết thúc là chúng ta sẽ thấy một việc rất là kỳ diệu, đó là sư phụ của Kiệt sẽ tái lâm, mình dùng chữ là tái xuất giang hồ. Đức thầy sẽ tái xuất giang hồ. Thì khi Đức Thầy ta tái thức lại với cộng đồng trên thế giới thì đó là cái ngày mà có quả địa cầu này cả Mỹ nghe tạo và nhân loại trên thế giới là thất bất sang bằng. Hôm nay những người ở Mỹ mình là coi như được phước, là tại vì cái núi Long Sơn là ở Mỹ, Kiệt ở Mỹ, chỗ nào có Kiệt xuất hiện chỗ đó có bình an, nó không đến nổi như những cái nơi khác bị tan tác. Thì nhưng ngược lại những cái công chuyện làm ăn hàng ngày của mình á, thu nhập nó cũng phải thiếu hụt đúng không, nó cũng phải có cái gì gọi là lo lắng. Mà không biết ngày mai nay á, mấy cái thằng neighbor của mình nó cũng có nhiều mấy cái thằng đạo trùm khăn ở xóm mình lắm. Nó có đứng lên nó biểu tình không, rồi nó có vô nhà mình nó cướp không, tại người Việt Nam là cái người là dễ bị đen mễ với mấy người đó ăn hiếp, nên cũng phải chuẩn bị cái qua ly chịch cái mình nghĩ lên xem chọn giao nhà cho nó. Nhà tao á, có mấy cái nồi mấy cái chén mà dọn hết. Nên mấy cái clip trước thì có nhắc bà con á, phải nên chuẩn bị cái qua ly sẵn, có gì cái mình chạy đi đâu, nhớ về Thiên Long Sơn nổi đây nè, tứ thủ trong này dọn sạch nó để mớ đồ ăn trên này không, còn đàn ông mà đứng như cẩm núi nó đâu có leo lên được, nó mà lên cái đường đó mà dài tới này nó cũng mệt à. Mình chỉ thảy nó xuống thôi. Ở trên này có trời Phật hộ cho mình.